Vương Hoài đã thi đấu thành công ở giải này. Và đây là người thắng giải thi đấu của huyện Đan Phượng. Thành công các đội tuyển đội 6 xã thị trấn trong quá trình thi đấu là theo thể lệ trong 3 người ta đều chiến trả cũng như đều thôi giả đều phải thắng công ba trận liên tiếp mới giành được giải thưởng và giải thưởng của cả thanh niên huyện Đan Phượng tổng trị giá là 15 triệu đồng do Tạ Tâm tài trợ. Xin giới thiệu giải thanh niên huyện Đan Phượng tôn Hoàng Lâm của Hồng Hà với trang phục màu đỏ và Văn Tuấn của Tạ Tâm với trang phục màu xanh. Đưa trực tiếp cho tài chính dịch trọng đoàn quốc gia. Và hôm nay trọng đoàn chính là kỷ niệm Bagus ya barang saya.
Thank you.